này có còn kéo dài đến buổi chiều không ạ? Vâng ạ Yến, cảm giác rét sẽ còn duy trì cả ngày hôm nay bởi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống. Thực tế sáng nay ở Hà Nội nhiệt độ đã giảm thêm 2 độ so với sáng qua, chỉ còn là 18 độ. Đôi lúc có mưa nên càng thêm giá rét, nhất là với những ai đi xe máy. Dự báo đến chiều nay, dù trời có khoảng khô ráo nhưng mà cảm giác vẫn khá rét khi nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội không vượt quá 19 độ. Trời âm u, gió đông bắc thổi liên tục, thậm chí là đến chiều tối, mưa có thể quay trở lại. Thời tiết chuyển rét sau chuỗi ngày nắng ấm rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi có bệnh lý về xương khớp. Việc vận động đi lại có thể đau hơn do nhiệt độ giảm, áp suất khí quyển thay đổi khiến cho gân, cơ và các mô bị co lại. Để giảm các cơn đau, quý vị hãy giữ ấm bằng tất chân, găng tay và không để cơ thể bị nhiễm lạnh. Giữ phòng ngủ ấm áp, ngoài ra có thể chườm ấm ở các khớp bị đau, vận động thường xuyên, hợp lý theo từng độ tuổi. Trái ngược hoàn toàn đó là tiết trời nắng nóng ở phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay nhiệt độ tiếp tục tăng cao, nhất là khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố có thể lên ngưỡng nắng nóng 35 độ. Còn phía Nam như là huyện Nhà Bè, Cần Giờ nhiệt độ thấp hơn 1 độ, khoảng 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.